Ừ. Ôi trời ơi, anh vậy? Nhổ có mấy cọng mà ngủ gục luôn. Mấy cọng nữa mấy cọng, như cái đám gừng ngu minh vậy á. Thôi, em dẫn em đi chị công cánh nha. Ôi ngại lắm. Trời ơi, con buồn quá ba mẹ ơi. Lấy chồng về để ổng nhổ lông cánh mà ai ngờ đâu ổng che cái cánh của con như cái đám gừng u minh thượng quê của ổng vậy đó. Thôi, mình xách cái chài ra ngoài vuông chài kiếm ít tôm lên làm bánh xèo ăn cho đỡ buồn vậy. Màn đất ơi, tưởng chài là bớt buồn ai về còn buồn hơn nữa. Thôi, giờ bắt ông chồng chở đi Bạc Liêu ăn bánh xèo cho quên đi cái buồn thúi ruột thúi gan này mới được. Một món bạn nhất định phải ăn khi đến Bạc Liêu. Dạ. Thấy gì chưa? Bánh xèo mượn Chà Bá. Bánh đây là tiệm bánh xèo A Mật nha. Ê mà bánh xèo ở đây ngon nha, da giòn thơm, rau thì cũng chưa gì đặc biệt lắm, nhưng mà nước mắm chấm thì ngon lắm nha, mà hơi sợ cà gót ha. Nước mắm ngon lắm, nước mắm nó thơm mùi tắc kinh khủng luôn, ngon lắm luôn á. Ăn dữ rồi. Ngon. Trời ơi ông này. Kèn ơi, vui nữa nè, đi ăn mà được nhận ga nên em mới tặng mình cái bịch nhãn và cái ly nước nè, quá là dễ thương luôn. Cái này là nó khác hơn, cái nhãn này là cái hạt nó bự nhưng mà cái giống này là nhãn xuồng ở đây, xuồng vàng ở đây thịt à, nhưng mà thôi được rồi, đừng tặng đi, đi ngại quá hả. lâu mới gặp tại follow anh chị rồi thế cũng mới chị. Cái này nữa, quá trời quá đất luôn. Dạ. Tôi sao dám nhận. Dạ anh chị. Ngồi, chị dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Xong rồi mình ra phía sau bên hông quán, có cụ lớn tuổi bán nhãn nè. Cái này xuồng loại nhất, cái này loại nhì, cái này hột tiêu, cái này nhã cục đấy. Dạ. Hai đứa mua một ít ủng hộ cụ. Thấy cụ lớn tuổi nhưng mà vẫn còn khỏe và minh mẫn lắm luôn á. Vui vẻ nữa. Cho được anh chà. Dạ. Con bỏ rõ. Vậy là nhà con ăn ngon con mới mua đúng không? Được. Không ngon không mua nha. Con thấy cụ ngồi bán đây nè, con quẹo qua con mua. Dạ. Rồi con gửi cụ. Dạ. Rồi chẳng luôn đó. Dạ chứ bạn sức dạ. Khỏe. Rồi. Rồi con cảm ơn chú luôn. Rồi. Dạ. Con về ba ơi. Rồi. Dạ. Hai con chúc cụ sức khỏe dồi dào nha. Vui rồi thì cũng lại buồn với chiếc cánh đầy lông này. Làm sao để tự tin bay nhảy với những sợi lông như thế này đây. Hey, đi cắt tóc thôi. Ủa mà cắt tóc xong thì cái cánh cũng đâu hết lông đâu ta. Anh nói rồi đi triệt lông đi. Người ta làm dịch vụ đó người ta không ngại. Mắc gì em ngại. Em để gì á mới ngại á. Luôn chứ biết sao vậy? Khoan, anh có cách này không ngại nè. Đi. Nghe ổng nói cũng có lý, để vậy còn ngại hơn nữa. Thà đi chiếc lông rồi mình sẽ có đôi cánh thật đẹp, lúc đó mình sẽ tự tin. Như ổng dẫn tôi vô cái mây xì ba hôm bữa nè, mà làm theo cách này chắc không ai nhận ra mình đâu ha. Của mình xong rồi á chị. Em, nãy giờ chị bịt mặt. Em có nhận ra chị không? Dạ không, nãy giờ em có thấy mặt chị đâu. Lúc đầu cũng còn hơi e ngại thiệt á. Nhưng mà vô đây á, mấy bạn tư vấn tận tình, thân thiện và thoải mái lắm. Nên là hết ngại luôn. Đây là cô chủ xinh đẹp sẽ giới thiệu mình về cái liệu trình triệt lông cánh này nha. Chị á, là cái công nghệ này là công nghệ IDPL. Cho nên là em làm em không có bị sợ bị bỏng da hay là rát da. Cho dù cái mức của nó cao lên chỗ nào đi nữa. Nguyên cái liệu trình triệt lông bên chị á, là có bảo hành trọn đời luôn. Sắp có hai cái cánh đẹp rồi đó. Nghe đâu ở đây mới tậu cái máy triệt lông công nghệ cao gì đó. Ở đây còn có quát lông và tân trang phụ tùng cho các chị em nữa. Có dịp thì ghé Messiba Cần Thơ trải nghiệm thử coi cảm nhận của mấy bà sẽ như thế nào. Thử đại đi đừng có ngại. Mấy bà ngại là mấy bà xấu đó. Tôi là tôi sắp đẹp rồi đó nha. Alo, anh taxi hả anh taxi? Cho em một chiếc taxi tại 7-2 Mậu Thân Cần Thơ nha. Dạ, em mới triệt lông cánh xong sạch sẽ thơm tho lắm. Nên anh đừng có ngại nha. Ha ha ha!